bắt được cua khổng lồ trong rừng ngập mặn. Thưa quý vị, một tờ báo Thái Lan ngày 30 tháng 10 đưa tin, một người đàn ông ở tỉnh Krabi đã tình cờ bắt được một con cua hiếm có kích thước khổng lồ. Người đàn ông này tên là Precha Chamni, 41 tuổi, ở Lamshek, Aulop, tỉnh Krabi, một tỉnh ven biển miền Nam Thái Lan, bên bờ biển Andaman. Trong lúc đi thăm cây cầu đang được xây dựng trong rừng ngập mặn, ông Chamni bắt được một con cua có kích thước cực khủng. Con cua này màu đen xanh, nặng 3 kg, dài 80 cm. Hiếm có con cua nào lớn như vậy được tìm thấy trong khu vực này nên người dân làng đã đổ xô tới xem. Ông Chamni cho cua vào trong cái xô nhựa và không có ý định giết thịt. Ông định tiếp tục nuôi nó. Dân làng đã gọi con cua hiếm này là Bulang. Ông Chamni cho biết rừng ngập mặn ở đây rất phong phú, có rất nhiều loài động vật sinh sống. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên đang ngày càng bị hủy hoại. Ông muốn được bảo vệ rừng ngập mặn nơi đây. Chiếc ô tô găm gốc cây bất ngờ được giác vàng ở Australia. Thưa quý vị, theo tờ Lonely Planet, chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Camry bị hư hỏng sau khi đâm vào cây đang bị bỏ quên. Không có chủ nhân nào đến nhận, hiện đang nằm ở góc đường Fitzroy North, ngoại ô Melbourne, Victoria, Australia. Người dân địa phương cho rằng chiếc xe là tang vật của một vụ trộm. Sau nhiều tuần nằm chỏng chơ góc phố, một nghệ sĩ nào đó đã tô vẽ một màu vàng ống cho chiếc xe, khiến nó trở nên lộng lẫy, giống như một chiếc xe giác vàng nổi bật trên phố. Một người dân địa phương tên Kim Goldwyn chia sẻ rằng cô không trông thấy bất cứ ai quanh đó hay không một ai biết về người tạo ra tác phẩm nghệ thuật này. Cô nói, nó được thực hiện một cách cầu kỳ và chuyên nghiệp, không một chút sơn thừa nào xung quanh. Chiếc xe trở nên thật đẹp, nhiều người dân địa phương hy vọng chiếc xe sẽ tọa lạc ở đó mãi. Từ sau bức ảnh về chiếc xe giác vàng chia sẻ trên mạng xã hội, nó thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khách du lịch đổ về đây để chiêm ngưỡng tác phẩm. Theo cô Kim Goldwyn, có thể người ta sẽ chọn chiếc xe phế liệu này, nhưng đây đúng là một việc làm vô cùng sáng tạo, biến một vật xấu xí thành một tác phẩm nghệ thuật đường phố, được nhiều người chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ. Chiếc váy có khả năng đổi màu khiến chị em phát cuồng. Những chiếc váy xinh xắn, nữ tính duyên dáng, trang nhã và gợi cảm luôn làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của chị em phụ nữ. Vậy nên sở hữu cả một tủ với những chiếc váy có màu sắc kiểu dáng khác nhau là chuyện hết sức bình thường. Nếu tủ quần áo luôn trong tình trạng quá tải thì phát minh này có lẽ sẽ giúp bạn gạt đi mọi muộn phiền, bởi chỉ cần một bộ váy là diện được suốt cả tuần. Mẫu thiết kế váy có khả năng đổi màu chỉ thông qua một nút nhấn này là sản phẩm của công ty Saupo. Video quảng cáo của họ được tung lên mạng đã khiến hàng triệu chị em phát cuồng. Trong video, CEO của Saupo, cô Jen Lu, giới thiệu chiếc áo đổi màu độc nhất vô nhị này với mọi người. Chỉ trong vài giây, chiếc áo đổi từ màu xanh sang màu hồng rồi màu tím. Jen Lu nói, tôi đã làm việc miệt mài trong một thời gian dài để cho ra sản phẩm cực kỳ thú vị này đây. Trong lúc người mẫu mặc chiếc váy, Jen Lu ra lệnh cho chiếc váy xanh chuyển màu hồng và đáng ngạc nhiên là chiếc váy đã làm theo đúng ý cô. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai chứng minh được video trên có sự gian lận. Mặc dù vậy, trên mạng vẫn có nhiều tranh cãi về vấn đề này. Một người dùng YouTube bình luận, video này trông giả quá, không thể nào có chuyện này được, chắc chắn là không thể. Một người khác đã bình luận như vậy. Một số nhân viên của Saupo lại xác nhận sự tồn tại của chiếc váy này. Một phát ngôn viên cho biết, Jen luôn sáng tạo và có niềm yêu thích đặc biệt với công nghệ. Chính điều đó đã thôi thúc Jen làm ra chiếc váy đổi màu đặc biệt này. Gặp người đàn ông có bộ râu dài nhất nước Anh. Theo Mirror, Michael Legge mới đây đã trở thành người có bộ râu dài nhất nước Anh trong cuộc thi British Beer and Mortar ở Liverpool. Chia sẻ về bộ râu ngoại cỡ này, người đàn ông đã là cha của hai đứa trẻ hài hước nói: khi ra ngoài, tôi còn mất nhiều thời gian để chuẩn bị hơn vợ. Tôi phải gội, sấy và thoa dầu cho bộ râu. Michael đã nhiều lần đoạt giải người có bộ râu dài nhất ở địa phương và trên toàn nước Anh. Trong các cuộc thi quốc tế, Michael đứng ở vị trí thứ 7. Michael nói ban đầu anh chỉ bắt đầu nuôi râu trong các cuộc cá cược với bạn bè. Anh chia sẻ, chúng tôi cá với nhau rằng ai có thể nuôi râu lâu nhất mà không cạo, cho đến khi từng người khác bỏ cuộc. Tôi không biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu. Michael nói thêm, bước tiếp theo tôi muốn làm là biến việc nuôi dâu trở thành một phần trong sự nghiệp. Tôi biết mình không trở thành Brad Pitt thứ hai, nhưng việc này rõ ràng đem đến một vai trò nào đó. Người đàn ông ngoài hành tinh trở thành ngôi sao ca nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, Thamiro, gương mặt kỳ dị của Godfrey Boguma, 47 tuổi, đã giúp anh chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người đàn ông có gương mặt kỳ lạ nhất ở Uganda. Do đó, Boguma chuyển hướng sang sự nghiệp âm nhạc và cả cái được như thành công. Thế nhưng tình trạng bệnh tình của Godfrey không bao giờ được xác định. Godfrey luôn lo ngại 8 đứa con lớn lên sẽ gặp phải những biến dạng về khuôn mặt giống anh.
Tôi cảm thấy lo lắng bởi tôi có cô con gái bé bỏng trông giống như tôi khi nhìn vào gương mặt con bé. Godfrey chia sẻ, nhiều lúc tôi cảm thấy lo lắng với những gì xảy ra với chúng khi tôi qua đời. Trong khi sức khỏe của Godfrey suy giảm, bác sĩ Tony Wilson, người đứng đầu bệnh viện Parada, quyết định tiến hành các xét nghiệm chuẩn đoán. Phần thừa ra trên khuôn mặt chèn ép vào nhiều khu vực trong bộ não, ngực bị chèn ép cho phần đầu nặng nề khiến cho anh ta bị khó thở. 6 tuần sau khi chụp MRI với bác sĩ Wilson, Godfrey cuối cùng biết được tình trạng thực sự của mình. Người đàn ông mắc chứng bệnh hiếm gặp gọi là fibrodysplasia, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và vị trí của các tế bào mô. Nếu được điều trị đúng, sức khỏe của Godfrey sẽ được kiểm soát và quan trọng là anh ta không có khả năng truyền bệnh sang các con. Tôi cảm thấy lo lắng với những xét nghiệm của bác sĩ, nhưng giờ đây tôi thấy tốt hơn khi biết tình trạng của mình. Giờ đây tôi cảm thấy mình thực sự là con người. Với cuộc sống khó khăn ngay từ nhỏ, âm nhạc đã trở thành niềm cảm hứng của Godfrey. Khi tôi chào đời, mẹ tôi nói rằng tôi không thể trở thành người bình thường, may mắn rằng vẫn còn ông bà chăm sóc tôi. Tôi luôn sợ ra ngoài và gặp gỡ với mọi người nói tôi không phải con người, giống như một sinh vật kỳ lạ. Godfrey chia sẻ, nhưng giờ đây tôi đã chấp nhận vẻ ngoài của mình. Mặc dù phải đối mặt với những lời chê trách về khuôn mặt kỳ dị khi lớn lên, Godfrey đã thay đổi sự nghiệp âm nhạc ở Uganda. Video anh đăng tải trên YouTube thu hút tới hơn 3 triệu lượt xem. Một ngày nọ khi tôi đang sửa lại đôi giày, thì người đàn ông trong ngành giải trí đề nghị tôi tham gia vào một chương trình. Giờ đây tôi đã có bạn, mọi người muốn tôi tham gia vào chương trình của họ và cho tôi tiền. Godfrey nói, nó giúp tôi có thể chăm sóc các con. Godfrey có 2 con với người vợ đầu, nhưng cuộc hôn nhân không kết thúc hạnh phúc. 8 năm trước, anh gặp người vợ thứ hai, Namande Kate, và có thêm 6 đứa con. Namande chia sẻ, Godfrey không đẹp trai ở bên ngoài, nhưng anh ấy có một trái tim tốt đẹp. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy anh ấy như tôi thường thấy. Những tên trẻ em bị cấm đặt tại các nước trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, tại nhiều nơi trên thế giới, cha mẹ không được quyền tự ý đặt tên cho con. Các nước này có quy định rất rõ về những cái tên bị cấm. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về điều này diễn ra ở nước Pháp như thế nào. Tại Pháp, các bậc phụ huynh đăng ký giấy khai sinh tại địa phương phải thông báo cho tòa án nơi địa phương đó. Sau đó, tên của em bé sẽ được xét duyệt. Tòa án có thể từ chối cái tên nếu họ cho rằng tên gọi dễ khiến bé bị chế nhạo trong suốt cuộc đời. Một số cái tên bị cấm tại Pháp như Nutella, Strawberry, Diamond, Minicorp, Prince William. Còn tại Đức, là một trong những quốc gia ban hành luật đặt tên cho trẻ em sớm nhất thế giới và chứa đựng nhiều quy định. Trong đó, tên của em bé phải đảm bảo tiêu chí, chỉ cần nghe cũng phân biệt được giới tính. Những tên như tên của đồ vật, tên của sản phẩm cũng bị từ chối. Thậm chí, những cái tên mà ảnh hưởng tới hạnh phúc hay mang tới sự sỉ nhục đứa trẻ cũng không được đặt. Một số tên bị cấm như Marty, Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Karl Stumpy. Còn tại Đan Mạch, có khoảng hơn 1.000 tên được xét duyệt hàng năm, trong số đó gần 20% bị từ chối. Hiện đất nước này sở hữu danh sách khoảng 7.000 tên dành cho trẻ sơ sinh được chấp nhận. Một số cái tên bị cấm ở Đan Mạch như Jacob, Ashley, Anus, Monkey, Pluto. Tiếp theo là đất nước Iceland. Trừ trường hợp cả bố mẹ đều là người nước ngoài, còn lại mọi đứa trẻ sinh ra đều phải được đệ đơn xin đặt tên con tới cơ quan đăng ký quốc gia trong vòng 6 tháng sau sinh. Nếu tên gọi không nằm trong danh sách cấm, tên của trẻ sẽ được chấp nhận bởi Ủy ban tên gọi quốc gia. Hàng năm có tới 50% tên gọi bị từ chối. Tên của trẻ phải đảm bảo yêu cầu như đúng ngữ pháp, đúng chính tả, không gây nhầm lẫn trong hệ thống ngôn ngữ của Iceland. Ví dụ như, tên có chữ cái không thuộc bảng chữ cái Iceland sẽ bị cấm như C, Q, W. Một số tên bị cấm như Zoe, Harriet, Duncan, Henrik, Ludwig. Ở Malaysia, đất nước này cũng lên danh sách những cái tên không nên đặt, trong đó những cái tên gợi lên hình ảnh của động vật, sự lăng nhục, con số, tên hoàng gia hay thực phẩm đều bị cấm. Một số tên bị cấm như Chinese Achua, con rắn, Khoi Khu, người gù, Sho Chai, điên rồ. Theo một đạo luật được thông qua tại Sonora, Mexico, chính quyền nơi này đưa ra thông báo cấm những cái tên bị coi là xúc phạm, thiếu ý nghĩa. Còn tại Mexico, nhà chức trách cho biết mục tiêu của họ để bảo vệ các em không bị bắt nạt vì cái tên của mình. Một số cái tên bị cấm như Facebook, Rambo, Hermione, Batman. Tại New Zealand, cha mẹ bị cấm đặt cho con những cái tên có thể gây hành vi phạm tội dài hơn 100 ký tự hoặc nghe giống như một danh hiệu. Một số cái tên bị cấm như Tatula Duster, Hula from Hawaii, Lucifer, Sex Fruit, Fat Boy, Cinderella, Beauty Blossom.
Tại Bồ Đào Nha, tên của trẻ em phải tuân thủ theo truyền thống đặt tên của đất nước, gợi nên giới tính đầy đủ ý nghĩa và không kèm biệt hiệu. Để dễ dàng cho các bậc phụ huynh, chính quyền đưa ra danh sách các tên được chấp nhận và không được chấp nhận dài 82 trang. Một số cái tên bị cấm đó là Nirvana, Rihanna, Jimmy, Viking, Sayonara. Còn tại Ả Rập Saudi, chính phủ nước này đã cấm hơn 50 cái tên do mang đậm phong cách nước ngoài, không phù hợp truyền thống và tôn giáo của đất nước. Họ cũng không chấp nhận những cái tên bán bổ đi ngược truyền thống xã hội. Một số cái tên bị cấm như Benjamin, Malika có nghĩa là nữ hoàng, Mok có nghĩa là thiên thần, Linda, Maya. Và cuối cùng đó là đất nước Thụy Điển. Quốc gia này cấm những cái tên có thể gây ra hành vi phạm tội cho người khác hoặc gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Cha mẹ phải đăng ký tên dự kiến của con mình trong vòng 3 tháng sau khi sinh tới cơ quan chức năng của Thụy Điển. Nếu không đăng ký tên, họ phải nộp tiền phạt theo quy định. Một số cái tên bị cấm như Metallica, Superman, siêu nhân, Ikea, Elvis,